Thưa cha, trong tháng vừa qua chúng con nhận được một lá thư gửi riêng cho cha và ghi lại địa chỉ của nhà dòng. Lá thư này gửi từ Hawaii và vị thính giả này xin cha giải thích cho những vấn đề liên quan đến đời sống đức tin cũng như sự khác biệt giữa đạo Công giáo và Phật giáo như thế nào. Thì đầu tiên đó là vị thính giả này hỏi rằng người Phật giáo cũng như các Phật tử đó thì tin vào thuyết luân hồi, tức là họ sống rồi chết đi và đầu thai lại làm một kiếp khác hoặc là như thế nào đó, và giáo hội Công giáo thì lại không có tin điều này. Vậy xin cha giải thích cho chúng con là tại sao như vậy. Trước hết là cũng cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình, và nếu mà có câu hỏi gửi về thì cứ gửi về đây, rồi có dịp rồi nhà dòng cũng sẽ chuyển cho tôi. Không biết lúc nào có dịp đi Hawaii, lúc nào mà cha đi thì cho con đi theo, con xách xách cho cha nhé. Câu hỏi là ở trong Phật pháp đó, ở trong Phật giáo đó, thì Phật tử người ta tin vào thuyết luân hồi và người Công giáo của chúng ta thì không. Vậy thì tại sao? Thuyết luân hồi chung chung là con người sống có nhiều kiếp hả? Nếu mà kiếp này chúng ta sống rất là tốt thì chúng ta có thể lên cõi Niết Bàn thành Phật. Nếu trường hợp mà mình sống chưa tốt lắm thì khi mình đầu thai mình cũng ở trong một cái dạng khá hơn một chút. Nếu trường hợp mà chúng ta sống mà quá tệ thì có thể là cái kiếp sau chúng ta sẽ đầu thai làm những con vật hoặc là ở trong một cái tình trạng rất tồi tệ. Nói cách khác là cái cuộc đời của chúng ta đi lên được cõi Niết Bàn hay không thì còn tùy thuộc rất nhiều vào cái cuộc sống, cái tâm Phật của mình, cái đời sống chay niệm niệm Phật của mình, để rồi khi mà mình sống tốt lành thánh thì mình được ở lên cõi Niết Bàn thành Phật và không có phải đầu thai nữa. Người Công giáo của chúng ta không cho phép chúng ta tin như vậy. Và tại sao? Đó là cái câu hỏi. Thưa, tôi xin trả lời vì bốn lý do như thế này. Lý do thứ nhất, chúng ta tin rằng ơn cứu độ của chúng ta đến qua cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Vì thế chính Đức Giêsu Kitô là người đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người, mọi nơi, mọi thời. Nếu trường hợp chúng ta tự động lên cõi Niết Bàn được, bởi vì do cái công trạng của mình có thể là phải nhiều lần, có thể là phải tái sinh hàng nhiều lần, nhưng mà trong kiếp luân hồi đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ lên được trên đó. Ý như vậy là không phải công trạng của Đức Giêsu Kitô. Vì thế điểm thứ nhất là người mà cứu chuộc chúng ta, đem lại ơn cứu chuộc cho chúng ta không phải tự mình, mà trong giáo lý Công giáo là bởi Đức Giêsu Kitô. Điểm thứ hai là ở trong giáo lý Công giáo cũng dạy rằng chính chúng ta không tự cứu mình được. Tức là không phải bởi vì mình làm công việc làm, mình sống lành thánh rồi mình làm ăn chay một ngày, một tuần 3 lần, một tháng đi lễ bao nhiêu lần, rồi những cái đó xứng đáng để cho mình được lên trên thiên đàng. Giáo lý Công giáo không dạy như vậy. Giáo lý Công giáo dạy rằng trước hết là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, rồi bổn phận của chúng ta là phải đáp trả lại tình yêu đó. Vì thế Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, trước khi dựng nên Ngài đâu có hỏi ý kiến mình. Vì thế cho nên khi Thiên Chúa dựng nên là Ngài dựng nên vũ trụ, dựng nên con người bởi vì yêu. Rồi bổn phận của chúng ta bây giờ là đáp trả tình yêu đó. Cho nên việc chúng ta lên thiên đàng là một ơn nhưng không Thiên Chúa ban. Nhưng mà nhưng không không có nghĩa là tự động chúng ta tới đó rồi lên, mà chúng ta phải có sự cộng tác. Thánh Augustino nói, lạy Chúa, Chúa dựng nên con thì không cần có con. Nhưng Chúa không thể thánh hóa con nếu không có sự cộng tác của con. Vì thế để đưa chúng ta lên thiên đàng thì Thiên Chúa ban cho, nhưng chúng ta cũng phải cộng tác. Ý muốn nói gì? Chúng ta cũng phải đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, chúng ta phải sống tốt, phải sống lành thánh, phải biết tha thứ, phải biết nhường nhịn. Cho nên việc chúng ta tha thứ, nhường nhịn, sống tốt, sống lành thánh không phải bởi vì chúng ta ghi lịch là chúng ta làm được cái việc gì để lên thiên đàng, mà chúng ta đáp trả lại một cái tình thương bao la hơn Thiên Chúa đã dành cho mình. Cho nên cái điểm thứ hai là không phải tự mình có thể lên thiên đàng được, mà đây là một ơn nhưng không của Chúa bạn. Cái thứ ba là giáo hội dạy rằng chúng ta chỉ có một đời để mà sống, khác với bên bên Phật pháp, bên giáo lý của Phật giáo là nếu chúng ta đời này không có lên được cõi Niết Bàn thì chúng ta có thể có một cái kiếp sống đời sau, rồi qua kiếp luân hồi chúng ta có thể đi nhiều giai đoạn. Giáo hội nói rằng chúng ta chỉ có một đời để mà sống, vì thế phải sống cho nó có ý nghĩa. Và cái điểm cuối cùng là giáo hội muốn nói rằng tất cả, bởi vì chỉ có một đời để sống, cho nên tất cả mọi việc làm của chúng ta, mọi quyết định của chúng ta, nó đều mang tính cách dứt khoát. Dứt khoát có nghĩa là gì? Dứt khoát có nghĩa là việc mình làm mình không thay đổi được.
Ý tôi muốn nói như thế này. Hôm nay tôi quyết định sáng ngủ dậy tôi có hai chọn lựa. Một là tôi đi ra làm việc và tôi cười, tôi giúp những người nghèo. Hai là tôi sẽ cầm dao đi để ăn cướp. Tất cả mọi việc làm của tôi trong ngày, mọi quyết định của tôi cho người này một ly nước hay là ăn cắp của người kia 5 đồng. Tất cả mọi quyết định, mọi cái tư tưởng nó đều có tính cách quyết định, có nghĩa là mình không thay đổi. Đương nhiên, sau khi tôi ăn cướp rồi tôi ăn năn hối hận, thì cái việc ăn năn hối hận của tôi cũng có tính cách quyết định. Ý tôi muốn nói gì? Giáo hội nói rằng ở trong đời sống mà chúng ta hiện tại đang làm, tất cả mọi hành động của mình nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sau, và mình không còn một cái cơ hội đời sau để làm lại. Chúng ta chỉ có một đời để sống, cho nên ráng sống tốt với nhau, cười với nhau, giúp nhau bằng những ly nước lã, giúp nhau bằng những cái chiếc áo để mà mặc ấm. Bởi vì chúng ta không còn một cái cơ hội để nói, bây giờ tôi làm sai, lần sau tôi có thể làm lại. Không còn nữa. Tất cả mọi quyết định hành động của chúng ta, nó đều mang tính chất hết sức cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống đời sau của mình. Cho nên vì như vậy mà giáo hội không cho phép chúng ta tin vào thuyết luân hồi. Tôi có thể tóm lại, thứ nhất là bởi vì Chúa Giêsu Kitô là người đem lại ơn cứu chuộc cho mình. Thứ hai, không tự mình làm được, như là thuyết luân hồi là tự mình, từ từ rồi mình cũng sẽ lên trên kia khi nào mình sống tốt. Cái thứ ba là mình chỉ có một đời để mà sống thôi, chứ không có nhiều. Và cái cuối cùng là giáo hội nói rằng mọi quyết định hết sức cẩn thận, đừng có nghĩ rằng mình làm sai rồi tự mình sửa không. Một lần làm thì luôn luôn là ghi khắc như vậy. Mọi quyết định chúng ta làm đều có tính cách dứt khoát, vì thế phải cẩn thận. Thưa cha, trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 3 có nói đến việc ông Nicodemo đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm và ông hỏi về giáo lý của Chúa, và Chúa nói là để được cứu chuộc thì phải được tái sinh từ trên. Và ông ta hỏi về tái sinh có nghĩa là một người già bây giờ vào bụng mẹ để được sinh lại hay sao, thì Chúa đã nói là không, tái sinh có nghĩa là phải đón nhận sự lời rao giảng của Chúa. Vậy thì khi nói Chúa Giêsu nói đến việc là tái sinh và bên Phật giáo nói về luân hồi, vậy xin cha cho chúng con biết sự khác biệt giữa tái sinh và luân hồi nó có đồng nghĩa hay khác nhau như thế nào? Chắc chắn là không đồng nghĩa. Nhưng mà đây là một trong những cái đoạn kinh thánh rất là hay, rất hay cho những ai học được tiếng Hy Lạp. Ở đây thì xin lỗi, con không có nói tiếng Hy Lạp ở đây làm chi. Nhưng mà nó như thế này. Con đưa một cái ví dụ bằng tiếng Việt Nam mình trước. Việt Nam mình nói là con chó mực, có nghĩa là con chó màu đen. Mực nó cũng có nghĩa là đen, mà nó có nghĩa là bình mực để viết ha. Bà Đoàn thì em nói rất là hay, da trắng vỗ bì bạch, đúng không? Bì là da, bạch là trắng, thì da trắng mà nó vỗ nghe da trắng. Trong cái câu mà cha mới đưa ra đó, ở trong Gioan chương 3 đó, là một cái lối chơi chữ của Thánh Gioan. Bởi vì ở trong tiếng Hy Lạp, không muốn nói đây ra, nhưng mà trong tiếng Hy Lạp, cái chữ mà từ bên trên và tái sinh, sinh lại đó, tiếng Mỹ gọi là reborn đó hả, thì nó đồng nghĩa cũng giống như chữ mực đó. Con nói chữ mực thì nó vừa có nghĩa là đen, mà nó vừa có nghĩa là một bình mực để viết. Thì trong cái từ của Hy Lạp đó, cái từ mà sinh lại, tái sinh, hoặc là từ bên trên, nó cùng một nghĩa. Vì thế khi Chúa Giêsu nói với Nicodemo là để được ơn cứu độ đó, thì con người cần phải được hoặc là từ bên trên xuống, hoặc là mình hiểu nghĩa như vậy, hoặc là được tái sinh, tức là sinh lại. Nếu hiểu theo nghĩa từ bên trên, tức là ơn của Chúa Thánh Thần, nếu hiểu theo nghĩa sinh lại, ông ta thì, bởi vì một số các nhà kinh thánh người ta nói rằng, có thể Chúa Giêsu nói với Nicodemo là để được ơn cứu độ thì ông phải được ơn từ bên trên. Nhưng mà khi ông nghe cái chữ đó thì ông lại hiểu có nghĩa là được tái sinh, cho nên ông nói, không lẽ già rồi rút vào bụng mẹ hay sao? Thì Chúa Giêsu mới trả lời không, rồi trả lời ngài mới nói rằng là sẽ được sinh bằng Chúa Thánh Thần. Rồi ở trong phúc âm của Gioan cứ tiếp tục như vậy, và con nói vắn tắt thôi, thì truyền thống của giáo hội nói gì? Thưa, truyền thống của giáo hội sau khi chúng ta có bí tích thanh tẩy, tức là những người đầu tiên gia nhập giáo hội Công giáo thì có chịu bí tích thanh tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì giáo hội vẫn dùng cái từ này với cái nghĩa là tái sinh. Tái sinh có nghĩa là gì đây? Tức là được sinh lại trong thần khí của Thiên Chúa, được sinh ra để làm lại người con của Thiên Chúa. Và ngày nay một số các anh em tin lành vẫn dùng cái chữ đó để nói tái sinh, theo cái lối là mình được sinh lại mới, sinh lại, mà nó cũng đồng nghĩa là được ơn từ bên trên, bởi vì cái chữ đó nó có hai nghĩa như vậy. Cũng giống như là da trắng mà vỗ bị bạch, hay là ngựa ô rồi chó mực, vậy nó y như vậy, một cái từ nó có hai nghĩa. Vậy thì cái tái sinh này nó có giống với luân hồi không, thưa? Không, nó hoàn toàn khác. Ở bên luân hồi đó thì
có một cái người mà viết thư hỏi đó, họ dùng cái chữ là tái sinh và cái gì đầu thai, họ dùng cái chữ đầu thai là reborn, tái sinh là reincarnation. Thật sự cái chữ đầu thai nó không phải reborn đâu, cái chữ đầu thai đây có nghĩa là thụ thai chứ không có gì hết á, giống như là một cái hình thức khi mà nó thụ thai, thụ thai để làm người thì người ta gọi là đầu thai, tại là cái người hỏi nó không đúng. Nhưng mà con chỉ giải thích như thế này, cái tái sinh ở trong tư tưởng của người Do Thái là được sinh lại bởi ơn từ bên trên, bởi ơn của Chúa Thánh Thần. Nó hoàn toàn khác với cái tái sinh hay là sinh lại theo cái từ của luân hồi. Có nghĩa là con người mình ở kiếp này, chẳng hạn kiếp này là kiếp con người, mà mình sống không tốt thì đời sau mình sinh lại, khi mình được đầu thai thì mình lại được đầu thai làm kiếp của một cái con vật chẳng hạn, bởi vì mình đã không sống tốt cái đời này. Thành ra hai cái từ tái sinh nó hoàn toàn có nghĩa khác nhau. Mà ông Nicodemo thì ông lại hiểu theo cái nghĩa đen, tức là sinh lại lần thứ hai, y như là của người Phật tử hiểu vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu thì lại ngài lại cắt nghĩa theo một cái nghĩa khác, ngài nói đến cái tái sinh từ ơn bên trên. Thành ra cái chữ này dùng nhưng mà hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vâng. Thưa cha, trong bức thư đó thì vị thính giả này cũng nói đến khía cạnh là trong những sách của Phật cũng như một vài tôn giáo khác có nói đến cảnh giới của ngày sau đẹp lắm và nó khác với bên Công giáo mình nói về thiên đàng, thì xin cha giải thích cho chúng con biết. Vâng. Đương nhiên để mà giúp cho con người hiểu đó, muốn cho chúng ta hiểu về thiên đàng, muốn cho chúng ta hiểu về một cái thế giới thần tiên, thì cách hay nhất là dùng những gì mà mình đang hiểu để cắt nghĩa về một cái thế giới mà mình hoàn toàn không biết. Ví dụ nói về một thế giới thần tiên của cái cảnh giới thì ở trong Phật giáo hoặc là ở trong các cái tôn giáo khác, người ta chia làm 7 cảnh giới, 9 cảnh giới, rồi có những cái tầng thiên đàng như thế nào, địa đàng như thế nào, rồi ở trong đó có những cái tầng, từng cái tầng cái hạnh phúc nó lên ra làm sao. Thật sự đây chỉ là những hình thức tưởng tượng, họ lấy những cái họ đang hiểu, một cái cảnh rất là đẹp, có suối chảy, có nước chảy róc rách, có cá lội, bởi vì đối với họ như vậy là quá tuyệt, để họ áp dụng cho một cái thế giới họ không biết. Ở trong thiên đàng của người Công giáo của chúng ta cũng tương tự. Khi ông Isaiah muốn nói đến một cái thế giới mà ở trong đó Thiên Chúa thưởng cho những người đã trung thành với Ngài, thì ở trong chương 49 và 50 chúng ta thấy ở trong sách tiên tri Isaiah, ở trên núi thánh của Thiên Chúa ngày sau cùng, Ngài sẽ lấy đi chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, lấy đi cái tấm khăn liệm mà trải trên khắp mọi dân nước. Rồi ở trên núi thánh của Thiên Chúa Isaiah nói, sẽ có một bữa tiệc, sẽ có rượu ngon bê béo. Bởi vì cái tư tưởng rượu ngon bê béo thời này nó hạnh phúc, cho nên ông ta đưa vào để áp dụng cho đời sau. Nhưng đừng hiểu như vậy, bởi vì lần sau là đời sau lên trên đó rồi uống rượu ăn bê không phải như vậy đâu. Vậy thì cái cảnh thiên đàng của giáo lý và cái cảnh thiên đàng ở trong cái đầu óc tưởng tượng của người bình thường chúng ta như thế nào? Trong đầu óc tưởng tượng của chúng ta, cảnh thiên đàng là một cái nơi mình có thể tưởng tượng tùy mình, đẹp lắm, có cây, có mây, Thiên Chúa, cái đó tùy mình, giáo lý không dạy. Giáo lý dạy rằng thiên đàng là một cái nơi hạnh phúc. Ở đó chúng ta được diện kiến Thiên Chúa. Vì thế cái cảnh trí thì chúng ta cứ việc tưởng tượng. Nhưng mà cái hạnh phúc là một cái gì nó nằm sâu thẳm ở bên trong. Mà cái đó là cái chính, cái cốt lõi của giáo lý Công giáo. Chứ không phải những cái cảnh trí chúng ta diễn tả. Vì thế đối với những tôn giáo khác, họ diễn tả nào là 5 cảnh giới, 7 cảnh giới, 9 cảnh giới. Đối với Công giáo chúng ta chỉ có một từ để mà diễn tả thôi. Đó là thiên đàng. Còn nhiều người hỏi nữa, trên thiên đàng có gì? Thì chúng ta sẽ trả lời trên thiên đàng có cái mà làm cho chúng ta hạnh phúc. Dạ. Thưa cha, cái đến đó là vào ngày cuối khi mà tất cả mọi người được lên thiên đàng nếu chúng ta sống tốt, thì lúc đó con người có nhận ra nhau không thưa cha? Tức là cha mẹ có nhận ra con cái mình hay là lúc đó họ bỏ qua tất cả mà chỉ nhắm đến Chúa thôi? Bắt buộc phải nhận ra nhau và đó chính là giáo lý Công giáo. Dạ. Bởi vì nếu chúng ta không nhận ra nhau thì nó không có ý nghĩa. Cuộc sống của chúng ta ngày nay đó, đừng nghĩ rằng là cuộc sống ngày nay và cuộc sống thiên đàng ngày sau là hai cuộc sống khác nhau. Không, nó là một, nó chỉ là sự kéo dài. Những gì chúng ta làm ngày hôm nay hãy cố làm với nhau cho tốt, gặp nhau ở ngoài đường cố gắng nở với nhau một nụ cười, đối xử với nhau bằng những lời nói hết sức là thân mật, giúp đỡ nhau sống, nói tốt cho nhau. Bởi vì tất cả những việc chúng ta làm rồi đây nó sẽ được tiếp tục ở trên thiên đàng. Câu hỏi cha mới hỏi là chúng ta có nhận ra nhau, bắt buộc chúng ta phải nhận ra nhau. Và nhận ra nhau như thế nào, đó là một cái câu hỏi khác, nó nằm ở trong cái phương diện về cái môn gọi là môn cánh trung học. Thì mỗi một con người của chúng ta có những cái đặc nét của mình mà rồi đây chúng ta sẽ nhận ra nhau. Con nói ví dụ như thế này. Khi Đức Giêsu sau khi Ngài sống lại, thì Ngài
các tông đồ ở trong một cái nhà đóng kín cửa, rồi đùng một cái Ngài xuất hiện. Ngài đi qua cái bức tường, Ngài đi qua một cái phòng đóng kín cửa. Nhưng mà khi Ngài đi qua thì Ngài lại đưa tay cho các môn đệ và Ngài nói hãy đến đây xỏ vào ngón tay con dấu đinh của thầy. Giáo hội muốn nói rằng sau khi sống lại chúng ta có một cái thân xác mới. Thân xác mới có nghĩa là không còn cái thân xác này. Nhưng mà cái thân xác mới đó nó vẫn có những cái đặc nét của người cũ. Bởi vì cái dấu đanh của Chúa Giêsu vẫn còn. Nó hơi thần học, nó có hiện một chút. Nhưng mà cái ý là như thế này. Không phải tất cả những gì chúng ta có đời này nó sẽ mất đi đâu, nó không mất. Nó sẽ còn tiếp tục ở đời sau. Mà nó tiếp tục như thế nào để chúng ta nhận ra, ra nhau? Con trả lời vắn tắt trong 30 giây thôi. Tại cái này, cái câu hỏi này nó rất phức tạp mà nó kéo dài cả mấy tháng trời nếu con dạy học. Cái câu hỏi là như thế này. Cái gì nó làm nên một con người của mình? Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình đứng trước ống kính, rồi mình nhìn, mình cao là 1m70, mình nặng 180 pounds, rồi tóc của mình màu đen, da của mình hơi ngăm ngăm, móng tay của mình như vậy. Mình nghĩ rằng đó là con người của mình, nhưng mà thật sự nó chỉ là một phần. Con người của mình nó kết hợp bởi hàng trăm, hàng ngàn yếu tố. Bởi vì ông A đó thì thích ăn phở, mà ông B đó thì thích ăn hủ tiếu, ông C thì lại thích ăn hamburger. Rồi một người thì tóc vàng, một người thì tóc đen. Rồi ngoài cái đó rồi, ông A thì tính hiền lành, ông B thì lại thích ca hát, ông C thì lại tính nóng nảy. Tất cả những cái tính tình, những cái mình thích ăn, những cái nhẹ nhàng, tất cả những cái đó nó cấu tạo nên con người của mình. Vì thế, một con người khi chúng ta nhận ra nhau, có bao giờ cha gặp lại một người bạn của cha mà cách đây 40 năm, 30 năm chưa? Bây giờ nó thay đổi dạng hết rồi, đúng không? Nhưng mà cha nhớ lại, ô mày ngày xưa, trời ơi, hồi xưa mày nghịch lắm ha, mày có nhớ? Thì những cái đó nó tạo nên, nó là một phần của cái anh A, anh B đó. Chứ không phải chỉ có cái dáng bây giờ nó 40 năm sau nó thay đổi hoàn toàn. Nếu nói về khoa học, tất cả những cái gì nó nằm trong cơ thể của chúng ta, 7 năm sau nó tiêu đi rồi. Vậy thì 40 năm sau cha nhận ra người bạn là cha nhận ra cái gì? Một phần những cái chứng tích, bởi vì có thể anh ta bị thương, bây giờ đó khuôn mặt nó méo rồi. Nhưng mà cái tính tình anh ta vẫn còn, mày cũng dẻo như ngày xưa. Vậy thì cái tính tình nó là một phần cấu tạo nên anh ta. Cũng y như vậy. Rồi đây khi chúng ta lên trên thiên đàng, con người của mình có thể hoàn toàn mới. Nhưng mà chúng ta nhận ra nhau bằng những cái tình cảm mình vẫn có. Một con người vẫn nhu mì hiền lành, một con người vẫn thích giúp đỡ những người khác, một con người luôn luôn nghĩ đến người khác. Tất cả những cái đó nó nói lên được cái con người của mình, chứ không phải chỉ có nặng bao nhiêu ký, tóc màu gì đâu. Vì thế cho nên trên thiên đàng, ngay cả khi chúng ta nhuộm tóc, ngay cả khi chúng ta đi sửa sắc đẹp, chúng ta vẫn còn có thể nhận ra nhau. Bởi vì bên đằng sau những cái đó, mình hiểu rằng, ồ trời ơi, anh này trước kia vui tính lắm, mà mỗi lần tôi đang làm gì anh ta giúp liền à. Cho nên khi anh ta giúp mình biết, à thằng này là thằng đó, anh này là anh kia. Cho nên sau này chúng ta sẽ nhận ra nhau bắt buộc, mà đó là tín lý của giáo hội. Vì chúng ta sẽ nhận ra nhau, cho nên giáo hội cũng khuyên chúng ta khi sống ngay trên đời này, đối xử với nhau như chúng ta sẽ còn gặp nhau lại nữa, chứ đừng có lạnh lùng với nhau. Vâng. Thưa cha, một điểm nữa đó là ở hành tinh khác có sự sống hay không thưa cha? Và nếu có thì giáo hội dạy như thế nào về sự sống của con người ở hành tinh đó? Cho đến bây giờ đó, các cái hành tinh khác có sự sống hay không thì cái câu hỏi đó thuộc về vấn đề khoa học. Nhưng mà câu hỏi thuộc về vấn đề thần học là nếu trường hợp trên hành tinh đó, ví dụ như bây giờ mình cứ đặt một cái, đặt tên đi ha, sao hỏa hay sao kim đi. Ví dụ bây giờ nếu sau này người ta phát hiện trên sao hỏa hoặc trên sao kim có sự sống và có một giống, chúng ta gọi là giống người, thì cái câu hỏi thần học đặt ra là họ có được ơn cứu độ không? Và ai là cái người đem lại ơn cứu độ cho họ? Đó là câu hỏi về thần học. Trên đó có sự sống hay không? Đó là câu hỏi của khoa học, từ 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 để cho họ đi tìm. Vậy thì câu hỏi của giáo hội, câu trả lời của giáo hội như thế nào? Giáo hội trả lời như thế này. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ. Và cho đến bây giờ chúng ta biết rằng cái tiến trình mà Thiên Chúa dựng nên nó vẫn còn. Đừng nghĩ rằng Thiên Chúa đã xong xuôi trong việc tạo dựng chưa, nói về vấn đề thần học chưa. Tức là chỗ này thì có núi lửa, ngày mai thì có động đất, bởi vì nó vẫn còn nằm trong cái tiến trình đó. Liệu chừng ở một cái hành tinh khác có sự sống thì sao? Giáo hội trả lời rằng cũng có làm sao đâu. Là bởi vì nếu trường hợp Thiên Chúa muốn, cho đến bây giờ, đã con nói cho đến bây giờ ở đây ha, cho đến bây giờ thì giáo hội tin rằng chỉ có sự sống ở đây mà thôi. Nhưng mà giáo hội chỉ tin là dựa vào khoa học. Thì cho đến bây giờ giáo hội chỉ dạy như vậy, chỉ có sự sống ở trên trái đất. Nhưng mà giáo hội cũng không từ chối những phát minh của khoa học. Cho nên nếu khoa học nói rằng 1.000 năm nữa, 100 năm nữa họ tìm ra có sự sống ở trên sao hỏa, sao kim thì sao? Giáo hội nói rằng cũng không có sao cả. Bởi vì Thiên Chúa muốn tạo dựng mạng sống thì Ngài cứ tạo dựng.
Câu hỏi đặt ra là họ có ơn cứu độ hay không? Bắt buộc họ phải có. Đó là câu trả lời của giáo hội. Bởi vì khi Thiên Chúa dựng nên con người, không phải để cho con người hiện diện rồi tiêu tan. Nó không phải là một con vật, nó không phải là một cái cây, một cái cục đá. Mà con người hiện diện với mục đích là sống rồi sau này được kết hợp với Thiên Chúa. Mục đích cuối cùng của một con người là được kết hợp với Thiên Chúa trên thiên đàng. Vì thế nếu Thiên Chúa dựng nên một giống người ở một hành tinh khác, giáo hội trả lời bắt buộc họ cũng sẽ phải được ơn cứu chuộc. Bởi vì ơn cứu chuộc và niềm hạnh phúc ở với Thiên Chúa là niềm hạnh phúc cuối cùng mà mục đích của con người tồn tại. Câu hỏi đặt ra tiếp là, nếu như vậy ai đem ơn cứu độ cho họ? Thì giáo hội sẽ trả lời là Đức Giêsu Kitô. Bởi vì chỉ có một mình ngôi hai Thiên Chúa, Ngài đem ơn cứu độ cho mọi người, mọi nơi, mọi thời. Cũng nên nhớ rằng, không có nghĩa là Đức Giêsu phải lên đó để chết, không cần thiết, nên nhớ. Thiên Chúa không cần phải chết để mà đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Ngài có thể làm bằng mọi cách, đối với trái đất Ngài chết. Còn đối với trên đó, Ngài chỉ cần phán một câu chẳng hạn thì được ơn cứu chuộc. Nhưng mà để tóm tắt cái câu trả lời này là, nếu có cuộc sống ở trên một hành tinh khác, thì câu trả lời của giáo hội có hai điều. Điều thứ nhất, bắt buộc họ cũng phải được ơn cứu độ như chúng ta. Và điều thứ hai, chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô là người đem lại ơn cứu độ cho mọi người, mọi nơi, mọi thời và không có một ai khác. Vậy thưa cha, để trả lời cho câu hỏi của vị thính giả, có nghĩa là có một giống người nào đó ở một hành tinh khác, cho dù họ có ba mắt, có năm tay, đúng, mà nếu là con người thì họ được ơn cứu chuộc, bắt buộc và Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất cho mọi người, mọi nơi, mọi thời. Vâng. Chúng con cảm ơn cha rất nhiều đã đến với chúng con, và bây giờ xin cha dâng một lời nguyện và xin cha ban phước lành cho chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Đức Giêsu Kitô đến để sống giữa chúng con, chết và sống lại để đem ơn cứu độ cho chúng con. Xin chúc lành cho tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới, cho chúng con ơn can đảm để sống là nhân chứng cho đức tin chúng con đã lãnh nhận, và xin cho mọi người biết tìm về với Thiên Chúa qua những gì là chân thật ở trong lương tâm của họ để sống. Và xin cho mỗi một người chúng con biết sống đời sau bằng chính những việc làm đời này, khi chúng con tiếp xúc và trao đổi trong cuộc sống thân thiện, yêu thương với nhau, để chúng con trở thành dấu chứng, người ta nhìn vào biết chúng con là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu với một cái đề tài có thể nói về vấn đề lý thuyết thì nó xa lạ, nhưng nếu chúng ta đi vào đời sống thực tế thì đôi khi chúng ta cũng phải ngồi suy nghĩ lại để xem Thiên Chúa, như chị giới thiệu ở đầu chương trình, là Thiên Chúa còn sống hay đã chết trong đời sống mỗi một người chúng ta. Hôm nay đề tài tôi muốn nói là một câu nói nổi tiếng của triết gia Nietzsche. Trong một bài viết, ông ta nói rằng Thiên Chúa đã chết rồi. Và mục đích ông ta nói Thiên Chúa đã chết rồi là bởi vì chính chúng ta là những người đã giết chết Thiên Chúa. Và ông ta cho rằng bản thân ông ta là một nhà vô thần, nhưng ông ta cho rằng chính những Kitô hữu đã giết chết Thiên Chúa. Và trong một bài viết nói về niềm vui của khoa học thì ông ta nói rằng chính chúng ta giết, và khi chúng ta giết chết Thiên Chúa thì chúng ta được xứng đáng để mang lấy ngôi vị của Thiên Chúa và được ca tụng như Thiên Chúa. Tôi sẽ đi sâu vào lý do tại sao ông ta muốn thần thánh hóa con người lên ngôi vị của Thiên Chúa. Bởi vì nếu chúng ta có thể giết chết được Thiên Chúa thì chính chúng ta có thể trở thành Thiên Chúa ở trong quan niệm của ông. Trước hết chúng ta biết một chút về Nietzsche, chỉ có một vài điểm. Sinh ra là một người tin lành, bố của ông là một mục sư, rồi trong khi đi học cũng vì bất mãn một vài những điểm ở trong đời sống, ông ta bắt đầu có những tư tưởng tại sao mình lại phải tin. Là một sinh viên rất trẻ ở một trường đại học nổi tiếng ở Đức, ông ta bắt đầu làm những bài thơ, rồi những bài thơ của ông mang tính cách chống tôn giáo. Từ những bài thơ chống tôn giáo, ông được nhiều người khen tặng, rồi ông được một cái giải của trường đại học nơi ông học. Từ đó không phải chỉ là chống tôn giáo có tính cách bất mãn bề ngoài, mà ông đã đặt ra một lý thuyết, một triết thuyết. Ở trong đó ông theo chân của những người đương thời để nói rằng Thiên Chúa không còn cần thiết ở trong đời sống của con người nữa. Đối với ông, con người cần phải được tự do để diễn tả nguyện vọng của mình, và chính Thiên Chúa là người làm cho con người hạn chế những nguyện vọng đó. Cho nên khi nói đến Chúa Giêsu
thì ông cho rằng Chúa Giêsu là một nhà cải cách Do Thái tuyệt vời. Chỉ có điều Chúa Giêsu thất bại. Chúa Giêsu thất bại bởi vì phương thức cải cách của Chúa Giêsu là dùng những gì mà người ta cho là tiêu cực để đem ra đấu tranh. Phúc cho những người nghèo khó, phúc cho những người đau khổ, phúc cho những người bị người ta áp bức. Tất cả những cái đó đối với ông là những tiêu chuẩn tiêu cực. Và vì thế Chúa Giêsu là một nhà cải cách tuyệt vời nhưng thất bại. Bởi vì muốn thành công, chúng ta phải đổi những cái tiêu cực trở thành tích cực. Phúc cho những người có thể đàn áp được người khác, phúc cho những người có thể chiếm cứ được những mảnh đất khác. Trước hết, tôi muốn nói về tình trạng vô thần. Thiên Chúa đã chết. Tôi muốn nói đến sự hiện diện vô thần theo triết học, rồi sự hiện diện của vô thần theo chính trị xã hội ở bên Âu Châu, rồi tình trạng văn hóa xã hội ở Âu Châu hiện nay mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói rất nhiều trong các bài nói chuyện của Ngài, và hiện trạng của giá trị đạo đức suy giảm ở Âu Châu hiện nay. Thứ nhất là sự hiện diện của vô thần theo triết học. Danh từ vô thần chúng ta nghe rất quen vào thế kỷ thứ 21 như chúng ta đang ở. Nhưng đây là một danh từ nổi bật từ khoảng sau thế kỷ thứ 16, dưới thời kỳ một trong những triết gia có tên, có tiếng rất giỏi, Descartes. Ông ta đặt ra một cái triết thuyết mới. Ở trong triết thuyết đó, ông ta muốn nói rằng tất cả mọi việc xảy ra trên đời này con người có thể nghi ngờ, bởi vì làm sao mình biết chắc là mình biết được. Ông ta viết ở trong một cuốn sách gọi là suy niệm của ông đó, ở trong cái suy niệm 2 đó, Meditation đó, 2, thì ở trong đó ông ta đặt ra một trường hợp giả thuyết như thế này. Ở trên đời này chúng ta đang bị một cái con ma, một cái con quỷ, nó đi ở trong đời sống của chúng ta và nó đánh lừa chúng ta. Vì thế khi chúng ta đi ra ngoài, thấy có những ánh nước ở trong sa mạc, chúng ta tưởng là nước, là ốc đảo, đến nơi thì không phải. Nhiều khi chúng ta nhìn một cái bóng tưởng là bóng người, đến gần thì ra là một bóng cây. Rồi ông ta đặt ra một trường hợp, vậy thì tất cả những kiến thức mà chúng ta biết ở trên trần gian này, làm thế nào để mình biết chắc những cái đó là mình biết đúng? Ông ta đi đến một kết luận, nếu trường hợp như vậy thì không có gì làm cho con người mình biết chắc là mình biết cả, ngay cả vấn đề Thiên Chúa. Bởi vì nếu chúng ta bỏ một cái ly, một cái que vào trong ly nước, rồi thấy cái ly nước nó cong qua một bên, chứng tỏ mắt của chúng ta đã bị đánh lừa. Nhìn một cái bóng cây mà chúng ta tưởng là một con người, chúng ta bị đánh lừa. Rồi có những đêm chúng ta nằm ngủ, tự nhiên cảm thấy có ai đang rượt mình, rồi chúng ta bỏ chạy ở trong cơn mê. Khi chúng ta bừng tỉnh lại, con người mình cảm thấy mệt thở hộc hạch, như là một người đang coi mình, đang rượt mình chạy ở trên một cái sân trường vậy. Câu hỏi đặt ra của Descartes là, vậy thì làm thế nào để chúng ta biết chắc là những gì mình biết là đúng? Ông ta đi đến một kết luận mà sau này nổi tiếng, các em nhỏ hay mặc cái áo t-shirt tiếng Anh đó, nó để một cái câu là I think therefore I am, tôi suy nghĩ vì thế tôi hiện hữu. Ở trong đó ông muốn nói gì? Cái câu Latin nổi tiếng của ông là cogito ergo sum, vì tôi suy nghĩ cho nên tôi có mặt ở đây. Ý của ông như thế này. Ý của ông nói rằng ở trên đời này mình làm việc gì cũng có một con ma nó đi theo để nó đánh lừa mình. Cho nên mình không biết người đứng trước mặt mình là người thật hay người giả, biết đâu đây chỉ là một hình tượng. Nhưng chỉ có một điều mà ông ta biết chắc, khi ông ta nói với cái con ma đó rằng là tao đang có mặt ở trên trái đất này. Bởi vì nếu tao không có mặt, làm sao tao có thể suy nghĩ về mày được. Cho nên trong khi ông suy nghĩ thì ông biết là ông thật sự có mặt ở trên trái đất. Và điều đó khẳng định một cách chắc chắn rằng ông biết, và biết một cách chắc chắn ông đang có mặt. Tôi không đi sâu vào, tôi chỉ nói như thế này. Từ thời kỳ mà ông đặt ra một cái triết thuyết là kiến thức của chúng ta cần phải có một cơ bản hết sức vững chắc, thì con người bắt đầu đặt nghi ngờ về Thiên Chúa. Bởi vì đối diện với đức tin, làm sao chúng ta có thể biết chắc những gì mình biết là đúng được? Cho nên con người bắt đầu lao vào trong con đường tìm khoa học để chứng minh đức tin và chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên, chúng ta không thể nào chứng minh được sự hiện diện của Thiên Chúa bằng những bằng chứng khoa học được. Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, danh từ vô thần bắt đầu nổi lên. Nhưng nếu chúng ta, những ai có dịp học về triết học cũng như văn chương cũ đó, thì chúng ta biết danh từ vô thần từ thế kỷ thứ 16 trở đi, nó khác với danh từ vô thần ngày xưa. Đối với các vua chúa ngày xưa, chẳng hạn ở Roma, hoàng đế Caesar có thể sẽ bắt bớ và trừng trị những người mà không theo đạo của ông, thì họ đặt tên cho những người ngoại giáo đó là vô thần. Rồi đối với Socrates, chẳng hạn Socrates, một trong những người bị giết cũng chỉ bởi vì người ta gán ghép cho ông một tội là làm
băng hoại tư tưởng của các bạn trẻ. Ông ta cũng bị gán ghép thuộc diện là vô thần theo cái lối là không theo một thần chính của thời kỳ đó ở Hy Lạp. Tư tưởng vô thần mà tôi muốn nói ở đây là tư tưởng Kitô giáo của chúng ta nói đến Chúa Giêsu Kitô và Chúa Ba Ngôi. Mà trong tư tưởng vô thần này chỉ có một vài những tên nổi tiếng đã trở thành một cái nền tảng cho thế giới vô thần mà chúng ta đang phải đối đầu ngày hôm nay. Feuerbach, một trong những triết gia cũng là người Đức, ông ta nói rằng Kitô giáo thật sự thuần túy chỉ là một đạo ở trong đó chúng ta dự phóng lên cho Thiên Chúa những gì mà chúng ta ước muốn. Feuerbach nói rằng con người chúng ta muốn bay, con người chúng ta muốn làm được nhiều chuyện, điều mà chúng ta cho là mình có thể làm được một cách toàn năng. Nhưng bởi vì con người mình không có khả năng để làm, cho nên mình mới dự phóng, mình nghĩ ra sẽ có một đấng nào đó, ông ta có thể ở khắp mọi nơi làm được mọi sự. Và vì thế, Thiên Chúa chẳng qua chỉ là một dự phóng do con người đặt ra để nói lên những gì họ muốn làm nhưng họ không thể làm được. Với tư tưởng đó, Feuerbach nói rằng, và vì thế cho nên khi con người tin vào Thiên Chúa là lúc xã hội bắt đầu đi xuống. Nếu trường hợp con người không tin vào Thiên Chúa thì họ sẽ làm bằng mọi cách để phát triển khả năng tiềm năng mà họ có. Họ muốn bay, họ tìm cách làm thế nào để bay. Họ muốn chạy, họ muốn nhảy, họ muốn bơi, họ muốn vượt qua biển sông, họ tìm cách để họ vượt. Nhưng khi họ tin vào Thiên Chúa thì nhiều khi họ quá lệ thuộc và họ để cho Thiên Chúa làm, họ chỉ biết đến cầu nguyện thôi. Và vì thế Feuerbach đi đến một kết luận: muốn cho con người phát triển tất cả những tiềm năng của mình thì việc đầu tiên phải loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người. Vì chính con người làm hạn chế tự do, vì chính Thiên Chúa làm hạn chế tự do của con người, và cũng chỉ vì Thiên Chúa mà con người không thể phát triển mình được. Cùng với tư tưởng của Feuerbach, một triết gia khác người Đức, Karl Marx, chúng ta nghe tên rất quen, bởi vì ông ta là cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản. Karl Marx cũng mở rộng, nhưng ông ta lại không chỉ đá động với Thiên Chúa mà ông ta nói nhiều về tổ chức, tức là tôn giáo. Ở đó Karl Marx nói làm sao? Tôn giáo là bùa mê thuốc phiện, tôn giáo là một cái tiếng ai oán của những người đau khổ. Và sở dĩ ông ta chống tôn giáo bởi vì ông ta cho rằng tất cả các tôn giáo, trong đó đặc biệt là Kitô giáo, ủng hộ cho việc áp bức. Tư tưởng của Karl Marx là một nhà xã hội, ông ta nói như thế này: ở trong xã hội có hai giai cấp. Một giai cấp bị trị là những người bị người khác đè đầu, đè cổ. Một giai cấp thống trị là của những người giàu. Những con người giàu này họ không có việc gì làm, cho nên họ ngồi họ nghĩ ra làm thế nào để làm được cho nhiều tiền. Và vì thế, một trong những cách thức để họ làm được nhiều tiền mà không ai chống đối họ là họ nghĩ ra có một tôn giáo và có Thiên Chúa. Rồi ở đó họ giúp cho chúng ta xây nhà thờ, khuyên chúng ta đi nhà thờ và nói với chúng ta nếu cần, nếu chúng ta muốn thì họ có thể xây thêm nhà thờ cho mình đi, khuyên mình đi nhà thờ. Với một lý do là khi chúng ta gặp những đau khổ trong đời sống mình, chúng ta đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa: con chịu những đau khổ này vì Chúa và hy vọng đời sau con sẽ được lên kết hợp với Thiên Chúa. Và vì thế Karl Marx kết luận: tôn giáo là một loại bùa mê thuốc phiện của cái giới thống trị đặt ra để áp bức giới bị trị. Bởi vì nhờ tôn giáo mà những người bị trị họ không có vùng lên để đấu tranh. Cho nên tôn giáo bùa mê thuốc phiện ru cho họ ngủ, và khi nào họ gặp quá nhiều đau khổ thì họ không vùng lên đấu tranh mà họ đến nhà thờ cầu nguyện và hy vọng một thiên đàng ngày sau chứ không phải ở đời này. Cho nên Karl Marx đi đến kết luận, cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản nói làm sao? Muốn cho con người chúng ta được sung sướng, muốn cho con người phát triển tự do và đừng bị áp bức, vùng lên, bỏ tôn giáo, bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Bởi vì Thiên Chúa và tôn giáo chỉ là một loại ru ngủ chúng ta không có thực. Và ông ta tin rằng khi con người đã được vùng lên, khi con người đã giành được vị trí làm người của mình, thì Karl Marx nói tôn giáo tự động biến mất. Bên cạnh Karl Marx lại một nhà tâm lý khác, người Đức nữa. Những ông này có ảnh hưởng rất lớn đối với nền vô thần mà chúng ta đang đối diện, cho nên tôi phải nói đến Freud, một tâm lý gia đầu thế kỷ thứ 20. Ông ta cũng nói rằng ở trên đời này mỗi một người chúng ta có cha có mẹ. Chúng ta nhìn chung quanh rồi nhìn vào trong gia đình của mình, thấy người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, chính những người mà chúng ta cho là lý tưởng nhất, những người mà chúng ta muốn noi gương. Một ngày kia chúng ta nhìn được bộ mặt thật của họ, và vì thế những người làm cha làm mẹ, những người mà chúng ta cho là anh hùng,
cũng không có đáp trả lại được những gì mà chúng ta hoài mong. Vì thế, con người của chúng ta mới đặt ra một Thượng Đế, một Thiên Chúa. Ở trong đó chúng ta ước mong cái gì? Một Thiên Chúa luôn luôn trường cửu, chứ không phải chỉ sống một thời gian rồi chết. Một Thiên Chúa có thể làm được mọi sự toàn năng. Hình thức của Freud là con người sinh ra rồi sẽ chết. Và vì sợ chết cho nên họ dự phóng, họ đặt ra một Thiên Chúa sống đời đời với một ước ao là con người sẽ được sống đời đời. Một vài những tư tưởng như vậy tôi đưa vào để gom góp nói lên ông Nietzsche muốn nói cái gì. Triết gia Nietzsche cũng theo với tư tưởng đó. Một trong những nhà vô thần khác của Pháp, Albert Camus, mà nếu chúng ta biết câu chuyện của ông, trong cái câu chuyện là Nổi Loạn đó, ông ta nói rằng tin vào Thiên Chúa, tin vào tôn giáo là một trò lố bịch, bởi vì làm cho con người không có còn tin tưởng vào chính mình nữa. Nietzsche, tôi có thể nói, là một tóm tắt của tất cả những gì mà tôi mới vừa nói ở trên. Bởi vì ông Nietzsche là một vô thần, là một người không tin có Thiên Chúa. Nhưng ông ta vẫn thấy nguy hiểm nếu trường hợp trong một xã hội không có Thiên Chúa. Và vì thế ông ta nói rằng, ngay cả khi chúng tôi là những người không tin có Thiên Chúa, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong xã hội trở thành một điều cần thiết. Bởi vì nếu không có Thiên Chúa, thì xã hội sẽ trở nên náo loạn. Con người sẽ không còn kiềm giữ được lấy chính mình. Chính ông ta cũng rất là khó khăn trong vấn đề phê bình chính cái chủ thuyết của mình. Nếu chúng ta hiểu một vài các triết gia khác, Voltaire, Sartre, Rousseau chẳng hạn, một vài những người lớn tuổi Việt Nam chúng ta hay đọc triết lý của Pháp, thì ở trong đó Rousseau và Voltaire cũng đưa ra một cái tranh luận tương tự. Hai người đã nói rằng chúng ta không cần tin vào Thiên Chúa, không cần tin vào tôn giáo, nhưng Thiên Chúa và tôn giáo cần thiết, bởi vì trong một xã hội không có Thiên Chúa và tôn giáo, con người sẽ nổi loạn và chém giết nhau. Vì thế nhờ có Thiên Chúa, con người tin vào Thiên Chúa mà không dám phạm tội. Cho nên Voltaire đưa tới một câu nói là, đối với những nhà chính trị, hãy dùng lấy Thiên Chúa như một phương thức để cai trị dân. Họ không tin, nhưng họ dùng Thiên Chúa như một chính sách để trị ngu dân. Họ cho rằng chúng ta là những người ngu, tin vào một điều hoang tưởng. Vậy, chúng ta nghĩ gì? Chúng ta nghĩ gì về sự hiện diện của vô thần về mặt chính trị xã hội? Trong những người tôi mới nói nêu tên, đó là những người có tư tưởng vô thần, tư tưởng vô thần của triết thuyết thôi. Còn ở trong một xã hội mà tư tưởng vô thần hiện diện theo chế độ chính trị xã hội thì sao? Đức Giáo hoàng Benedict thứ 16, trong khoảng từ thời kỳ Ngài làm Bộ trưởng Thánh Bộ Tín Lý, và nhất là từ ngày Ngài lên ngôi giáo hoàng, rất nhiều lần Ngài nhắc đến một chủ thuyết vô thần mới đang ăn sâu vào trong đời sống con em của chúng ta. Tất cả những tư tưởng triết thuyết vô thần mà tôi mới vừa trình bày, và trước đây có một vài những người theo vô thần. Vô thần đối với họ là họ từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa, họ nghĩ rằng không có Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Benedict thứ 16 nói đến một dạng vô thần mới mà con em chúng ta ngày nay đang phải gánh chịu. Đó là dạng vô thần của những con người họ tin có Thiên Chúa, nhưng họ nghĩ rằng Thiên Chúa không cần thiết ở trong đời sống của họ. Và vì thế dạng vô thần mới này càng khó để cho chúng ta tranh luận. Đối với những người nói rằng không có Thiên Chúa, chúng ta có thể cãi lại được với họ. Đối với những người chúng ta hỏi có tin Thiên Chúa không? Có. Vậy thì có đi nhà thờ không? Không. Tại sao? Không cần thiết. Những người này mới là những một cái dạng vô thần mới. Nhưng trong dạng vô thần này còn có một cái tên khác nữa, Đức Benedict thứ 16, gọi là tục hóa. Chủ nghĩa tục hóa nó làm cho con người chúng ta sống trong một xã hội mà không có còn cần đến Thiên Chúa và tôn giáo nữa. Ở trong đất nước Hoa Kỳ, đây là một đất nước dân chủ, và dân chủ của Hoa Kỳ chúng ta sống theo hiến pháp. Hiến pháp của Hoa Kỳ bảo vệ tự do tín ngưỡng, nhưng đồng thời là một đất nước dân chủ và sống theo hiến pháp, chúng ta cũng phải chịu bị lệ thuộc vào hiến pháp của Hoa Kỳ. Những ai theo dõi lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vào tháng 11 năm vừa rồi và cho đến bây giờ, kêu gọi là chúng ta cầu nguyện và đấu tranh cho tự do lương tâm. Vì sao? Thưa, bởi vì chính quyền Obama ra một cái chính sách, ở trong đó nó ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe. Mà một trong những chính sách về bảo hiểm sức khỏe có liên hệ đến việc đụng đến một số những thuốc, không phải chỉ là ngừa thai thôi, mà ngay cả có thuốc phá thai ở trong đó. Và việc này đi ngược lại hoàn toàn với giáo lý Công giáo, đi ngược lại với lương tâm của một người Công giáo. Và nếu đây nó trở thành chính sách của Hoa Kỳ, thì tất cả mọi người chúng ta đều phải theo.
sống trong một đất nước dân chủ và theo hiến pháp, thì dù muốn hay không, khi nó trở thành luật, luật của một đất nước, law of the land, thì chúng ta phải áp dụng. Chính vì thế, Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ từ tháng 11 năm ngoái đã kêu gọi tất cả những Kitô hữu, những người Công giáo trên đất Hoa Kỳ phải đứng lên đấu tranh, nói lên sự thật, và chúng ta đòi hỏi cho được có tự do lương tâm. Tháng 8 tới đây, năm 2013, nếu không có gì thay đổi thì 2014, bộ luật sẽ được áp dụng. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Ngài là Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, đã nhiều lần Ngài nói chuyện với Tổng thống Obama, nhưng hai bên không có đối thoại với nhau được, bởi vì Tổng thống Obama quyết định là vấn đề phải được áp dụng cho toàn cả nước và không trừ người Công giáo ra. Vì thế, Đức Hồng Y đã nhiều lần lên tiếng, và một số các trường đại học Công giáo cũng như những tổ chức, những địa phận Công giáo, và ngay cả một số các giám mục cũng đã nói rằng nếu trường hợp chính sách không thay đổi thì khi chính sách được áp dụng, chính phủ sẽ bắt đầu thấy một số các giám mục chuẩn bị để đi vào tù. Các ngài nói trước là bởi vì khi chính sách áp dụng mà chúng ta không theo thì bộ luật của đất nước bắt buộc phải bắt chúng ta. Và vì thế một số các giám mục đã lên tiếng trước là họ sẵn sàng đi tù bởi vì việc này vi phạm lương tâm Công giáo. Đừng nghĩ rằng sống trên đất Mỹ này mà chúng ta có tự do về tôn giáo. Thưa, đây là một trong những hình thức vô thần mới, nó ảnh hưởng đến đời sống con em chúng ta, và nó đi vào ở trong đời sống dân chủ, nó đưa vào trong hiến pháp và nó bắt chúng ta phải chịu. Khác với hệ thống của những đất nước khác, ở đó vô thần nhiều khi chèn ép chúng ta có tính cách cá nhân. Ở đất Mỹ này, hình thức vô thần nó chèn ép chúng ta bằng hệ thống hiến pháp của đất nước. Và vì thế, chúng ta muốn thay đổi hiến pháp, chúng ta phải bầu lại, chúng ta phải cổ động những người cùng nói tiếng nói với chúng ta. Bằng không, sống trong một đất nước này, chúng ta bắt buộc phải theo họ. Ba mươi năm trở lại đây, giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, nhất là sau vụ sách nhiễu tình dục, đã bị rất nhiều tấn công từ phía media, truyền thông, giới báo chí. Họ có những cái đúng, họ tấn công chúng ta đúng. Nhưng một trong những điều họ tấn công giáo hội Công giáo Hoa Kỳ là bởi vì chúng ta gần như là tiếng nói duy nhất còn lại để nói lên cho những người không có tiếng nói. Và có thể chúng ta là tiếng nói duy nhất nói cho sự thật. Sau cuộc khủng bố 9/11, một số cho rằng tôn giáo chính là nguyên nhân của khủng bố, bởi vì những người Hồi giáo cực đoan cũng chỉ vì tin rằng làm vinh danh đấng Allah mà đã bay mấy chiếc máy bay vào trong các tòa nhà và giết những người khác. Họ cho rằng tôn giáo chính là nguyên nhân, và vì thế muốn cho đất nước hòa bình bớt chiến tranh thì loại tôn giáo ra khỏi xã hội. Người ta cho rằng tôn giáo trở thành một tổ chức chính trị. Rồi với những trường hợp khác, ngay ở trong trường đại học Pennsylvania, bà viện trưởng Amy Goodman, bà nói rằng công việc giáo dục ngày nay là làm sao giúp cho giới trẻ lớn lên đừng tin vào tôn giáo nữa. Chúng ta đang nói đến một sự hiện diện vô thần của tính cách chính trị ở trong xã hội. Và ở trường đại học Yale, có một tổ chức gọi là Christian Legal Society. Nhóm này đến để xin được vận động, thì ở đó họ không cho. Họ lấy lý do là bởi vì nhóm này đã không chấp nhận đồng tình luyến ái. Các em nhỏ ngày nay của chúng ta, ở trong những cái bài mà cái ngày valedictorian đó, cái ngày cuối cùng mà những em học giỏi được lên để đọc một cái bài tham luận, thì bây giờ các em cũng không có được nói tên Thiên Chúa, không được làm dấu thánh giá. Nói một cách đơn giản, xã hội ngày nay đang vây bắt chúng ta bởi vì họ muốn biến xã hội trở thành một xã hội tục hóa, ở trong đó không có tôn giáo. Bên cạnh đó, người ta cho rằng vấn đề sống không tôn giáo, sống không Thiên Chúa là một cái mốt của thời đại. Và vì thế những ai đi nhà thờ, những ai còn sống theo tôn giáo, xưa rồi, có thể là thiếu hiểu biết nữa là khác. Tất cả những việc đó đang xảy ra. Và vì thế đối với chúng ta, Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ kêu gọi, nếu chúng ta không lên tiếng cho mình, thì những người khác sẽ nói thay tiếng cho mình. Và vì thế lương tâm Công giáo của chúng ta rồi đây, chúng ta sẽ bị xét xử trước mặt Thiên Chúa. Nếu con cái của chúng ta sống trong một chế độ mà hiến pháp của đất nước đó áp dụng, bị ảnh hưởng đến đời sống con cái chỉ vì chúng ta không đi bầu, không lên tiếng nói, thì chắc chắn chúng ta im lặng trở thành đồng lõa và bắt buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa sau này. Hiện trạng của văn hóa xã hội Âu Châu như thế nào? Đó là vấn đề về vô thần có tính cách chính trị xã hội. Đối với văn hóa xã hội Âu Châu ngày nay, Âu Châu họ từ chối căn tính Kitô giáo.
mười mấy nước Âu Châu đứng lại với nhau gọi là Liên Hiệp Âu Châu. Khi Liên Hiệp Âu Châu đứng lại để viết một cái Constitution, một cái hiến pháp cho họ, thì họ không muốn nhắc đến tên Kitô giáo. Mà lịch sử 2.000 năm của Âu Châu hoàn toàn đặt trên nền tảng Kitô giáo. Những trường đại học đầu tiên mở ra là ở trên các nhà thờ, ở những nhà thờ chánh tòa. Và hầu như văn hóa, triết học, khoa học, nghệ thuật, tất cả đều nhờ vào Kitô giáo. Vậy mà ngày nay, Liên Hiệp Âu Châu khi đứng lại để viết cái hiến pháp cho nhau, họ đã muốn loại trừ danh từ này ra khỏi hiến pháp. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã lên tiếng, nhưng tiếng nói của Ngài cũng vẳng vào ở trong một cái hoang địa mà thôi. Bởi vì cuối cùng thì 13 đất nước mà Liên Hiệp Âu Châu đứng lại để thông qua hiến pháp, ở trong hiến pháp hiện tại vẫn không có tên và họ không nhắc đến lịch sử của Kitô giáo. Đối với một nhà quan sát George Wiggle, ông ta là một nhà phê bình chính trị và xã hội. Ông ta nhìn hình ảnh của Âu Châu và ông ta nói rằng Âu Châu hiện tại đang đi vào một con đường mình tạm gọi là một con đường tự tử, tự chết. Bởi vì dân số của Âu Châu, nhất là đối với những người da trắng, mức sinh đẻ rất thấp. Và vì thế, đất Âu Châu ngày nay cần thêm người đến để làm việc và để ở. Và một trong những điều hết sức rõ ràng là những người từ Phi Châu đang lên. Mà khi họ lên thì chắc chắn tôn giáo của họ là Hồi giáo đang thay thế dần cho Kitô giáo. Một sử gia người Anh là Ferguson, ông ta cũng nhìn lịch sử của nước Anh và ông ta nói rằng đây là sự suy thoái lớn nhất của Âu Châu kể từ thời kỳ có một nạn dịch vào thế kỷ thứ 14. Ý ông muốn nói, chỉ trong vòng 100 năm nữa, những người da trắng sẽ trở thành thiểu số và Âu Châu sẽ trở thành một lục địa của Hồi giáo. Tất cả những vấn đề này đang xảy ra. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 lên tiếng. Ngài hỏi Liên Hiệp Âu Châu, tại sao các ông lại sợ Kitô giáo? Tại sao các ông lại cho rằng Kitô giáo, Công giáo, một cách cụ thể hả, là một cái sự đe dọa đối với nền văn minh Âu Châu? Có phải là bởi vì Kitô giáo và Công giáo chúng tôi thách thức các ông tìm sự thật hay không? Nhiều chính trị gia đưa ra lý do, họ không muốn đưa tôn giáo vào chính trị, bởi vì ở trong lịch sử chính trị đã gây ra quá nhiều chiến tranh, mà họ quên rằng Thế chiến thứ hai được gây ra không phải chỉ bởi vì vấn đề chính trị, mà ngay cả một đất nước loại bỏ Thiên Chúa và tôn giáo ra ngoài như Nga Xô, như Hitler cũng đã đem đến cuộc chiến. Cho nên tôn giáo và chính trị, tôn giáo và Thiên Chúa không phải là nguyên nhân của chiến tranh. Ở Âu Châu người ta sống trong một cái nạn gọi là tục hóa. Ở đó họ không muốn đưa Thiên Chúa vào học đường. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 không phải vô tình mà trong năm này, trong tháng 10 này, Ngài muốn khai ngà mạc một năm gọi là năm Đức Tin để chúng ta tái phúc âm hóa đất nước Âu Châu. Bởi vì niềm tin của người Kitô hữu ở Âu Châu đi xuống đến một mức độ những bạn trẻ gần như không biết gì về giáo lý của Công giáo nữa. Điểm thứ ba, thứ tư là hiện trạng văn hóa xã, là hiện trạng của giá trị đạo đức đang suy giảm ở Âu Châu. Muốn nói đến giá trị đạo đức suy giảm ở Âu Châu, tôi muốn nói đến trước hết là tự do cá nhân. Tự do của con người dẫn đến chủ nghĩa cá nhân. Tự do của con người là một sự thành đạt cả hàng triệu năm chúng ta mới đạt được đến ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta nói đến bình đẳng giữa nam nữ, nói đến quyền tự do của con người, những điều mà cha ông chúng ta trước đây chỉ có mơ mà thôi. Nhưng khi con người đạt được tự do thì họ biến tự do này trở thành một điểm cực đoan. Ở đó chúng ta nói là cái tự do có tính cách chủ nghĩa cá nhân chỉ có một mình mà thôi. Việt Nam chúng ta có một câu hả? Tưởng rằng chị ngã em nâng, ai ngờ chị ngã thì em bưng miệng cười. Bởi vì chủ nghĩa cá nhân chỉ có nghĩ đến con người mình và sự thanh đạt của mình mà không nghĩ đến người khác. Cũng chính vì chủ nghĩa cá nhân mà nó đưa đến chủ nghĩa tương đối, chủ quan. Hôm qua tôi cũng đã có dịp nói về chủ nghĩa tương đối. Ở đó con người đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa. Nói về vấn đề luân lý hay sự thật, người ta không cho là có việc gì có thể dạy họ được. Việc này đúng với anh nhưng mà nó sai với tôi. Việc này đúng với tôi nhưng mà có thể không đúng với anh. Và vì thế khi nói đến chủ nghĩa tương đối, nói đến sự thật, thì họ tin rằng sự thật nó không có tính cách tuyệt đối. Sự thật đối với anh nhưng nó không phải là sự thật đối với tôi. Và vì không ai dạy họ được, cho nên trong một xã hội không hề có một điểm gì là tuyệt đối.
bên cạnh chủ nghĩa cá nhân, có người đưa đến thiếu trách nhiệm, thiếu tự trọng. Ngày nay các con của cái của chúng ta lớn lên, học câu đầu tiên ở trong môi miệng của nó là quyền. Con có quyền làm việc này không? Mà khi con người đã có quyền thì họ đòi hỏi, chứ họ không có van xin. Khi họ đòi hỏi không được thì họ bắt đầu đổ lỗi. Cũng chỉ bởi vì con người đi theo quyền cho nên họ thiếu trách nhiệm và thiếu tự trọng. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh chung quanh chẳng hạn. Bà Alice Miller, một người Thụy Sĩ và là một tâm lý gia, bà nói rằng ông Hitler không có tội. Ông Hitler không có chịu trách nhiệm hoàn toàn về chiến tranh thế giới thứ hai và giết 6 triệu người Do Thái ở trong lò hơi ngạt, bởi vì hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh giáo dục đã tạo ông nên như vậy. Cách này chúng ta nghe nói có vẻ khá quen hả? Cái này không phải chỉ có người Đức Quốc xã mà thôi, không phải chỉ có Joseph Goebbels, một trong những người Đức hả? Mà Stalin cũng đã nói rất nhiều. Chúng ta ở với, một số chúng ta ở đây tị nạn ở bên Việt Nam qua, và ngay bây giờ chúng ta trở về Việt Nam vẫn còn theo cái chính sách gọi là nhồi sọ. Ở đó, Joseph Goebbels, một trong những người Đức cùng với Stalin, sáng nghĩ ra một cách chúng ta gọi là tẩy não, bằng cách cứ nói đi, cứ nhồi nhét đi. Ban đầu thì nó không chịu nghe, nhưng đến một lúc nào đó, khi nó thấm nhầm nhuần rồi đó, thì những gì nó nghe, nó tưởng đó là sự thật. Hơn ai hết chúng ta hiểu cái công việc này, và vì thế, ở trong đời sống của những người lớn lên, các em nhỏ lớn lên, nó không có chịu trách nhiệm cho riêng mình. Và người ta đổ lỗi, tại sao mà mày bắn người ta? Thưa hồi nhỏ bởi vì ba tôi tát tôi một cái chẳng hạn. Thưa hồi nhỏ bởi vì ba mẹ tôi ly dị cho nên bây giờ tôi ra như thế này. Nó không có nhận trách nhiệm mà nó luôn đổ lỗi cho những cái hoàn cảnh xung quanh. Đã như vậy rồi, xã hội nó không phân biệt giữa khuyết điểm và tội, giữa khuyết điểm và sai. Tôi không đi sâu vào vấn đề đạo lý ở đây, nhưng tôi nói xã hội đã không phân biệt cho con cái của chúng ta cái khác nhau giữa khuyết điểm. Khuyết điểm là những cái mà chúng ta có thể sửa. Sai thì nó là tội, chúng ta phải ăn năn. 1 + 1 = 3, thì cái đó là sai, chứ không phải là tội. Nói láo, ăn cắp, đó là tội, tội thì phải ăn năn. Khuyết điểm sai thì sửa, còn tội thì chúng ta phải ăn năn. Mà xã hội ngày nay đã nhồi nhét vào đầu con cái của chúng ta khuyết điểm và tội đi với nhau. Và vì thế đối với con cái chúng ta lớn lên, nó không có quan niệm về tội. Mà nếu nó không biết nó có tội, làm sao nó đi xưng tội, làm sao mà nó sửa đổi được. Điểm kế tiếp là con người ngày nay chú trọng quá nhiều về cảm xúc, về cảm nghiệm. Các bạn trẻ lớn lên họ nói với nhau một câu: If you feel good, do it. Nếu mà mình cảm thấy thoải mái, tại sao mình không làm? Cứ làm đi. Bởi vì họ nghĩ rằng con người chỉ sống có một thời, một đời thôi, thì vấn đề cảm nghiệm hết sức quan trọng. Mà chính vì như vậy, cho nên ở trên Internet ngày nay, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng rất nhiều. Internet ngày nay, nào là những hình ảnh dâm ô, tất cả những cái mà đưa đến cái khoái lạc cho con người trở thành một cái điểm nóng. Bởi vì họ cứ theo cái chủ nghĩa If you feel good, do it. Nếu mình cảm thấy thoải mái, tại sao mình không làm? Rồi, điểm kế tiếp cũng từ chủ nghĩa cá nhân, là họ không cho phép mình xét xử người khác, mà họ không cho phép nhân danh cái gọi là khoan dung hay là khoan nhượng, tôi không biết dịch sao là tolerance. Bởi vì nếu chúng ta lên án một người, thì người ta nói rằng mình như vậy là không có tolerance, không có khoan dung đối với người đó. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ bị những chính trị gia cho rằng chúng ta là những con người ác độc bởi vì mình không chấp nhận những người đồng tính luyến ái lấy nhau. Mà khi chúng ta không chấp nhận thì chúng ta trở thành thành phần xấu. Đối với một xã hội, ở trong đó họ nói rằng việc gì xảy ra cũng được. À, tôi đi ra ngoài đường, tại sao mà bây giờ nó đi ra ngoài đường nó mặc đồ quần áo như vậy? Đó là tại vì nó thích như vậy. Khi mình không thích, mình phê bình thì nó sẽ đánh giá mình là một con người quá khắt khe và mình trở thành một cái con người xấu chứ không phải là những người khác. Trong một xã hội mà người ta nhân danh sự khoan nhượng, khoan dung thì cuối cùng làm sao chúng ta có thể sửa đổi nhau được? Chưa nói, chính cái sự khoan dung này nó dẫn đến một cái chúng ta gọi là chủ đa chủ nghĩa. Ở trong đó con cái chúng ta lớn lên, ai muốn làm gì thì làm. Không ai có thể nói được cái phương thức này đúng hay là cái kia sai được, không thể nói được. Mỗi một người có một cái nhìn khác nhau, có một cái sở thích khác nhau. Điều này chúng ta nhớ đến ở trong sách Thẩm Phán có một câu. Sách Thẩm Phán chương 17 câu 6 nói: thời đó Israel không có vua, ai muốn làm gì thì làm. Câu nói này muốn nói đến trong một xã hội xáo trộn hoàn toàn ha. Điểm kế tiếp
là chính dân chủ và bình đẳng làm cho con người thiếu tôn trọng nhau. Đương nhiên dân chủ và bình đẳng là một điều chúng ta phải đấu tranh cả hàng mấy ngàn năm, mấy triệu năm mới có được. Nhưng đến lúc này con người không còn tôn trọng quyền bính nữa, cũng chỉ bởi vì những người ở trong chức vụ quyền bính họ đã sử dụng sai những gì mà con người đặt vào tay họ. Cuộc chiến Việt Nam chẳng hạn, những ai ở Mỹ hiểu tại sao mà những người Mỹ họ bất mãn với chính quyền. Thưa, bởi vì khi họ bầu những người đại diện cho họ lên thì Nixon chẳng hạn tuyên chiến, hay là Johnson tuyên chiến cuộc chiến mà không có thông qua quốc hội. Từ đó các thanh niên bắt đầu bất mãn và họ cho rằng những người đại diện họ đã sử dụng quyền hành họ ban cho những người này một cách sai trái. Rồi từ năm 1960, thập niên 60 cho đến nay, các bạn trẻ lớn lên họ không tôn trọng chính trị, không tôn trọng hệ thống trật tự của đất nước. Họ cho rằng những người mà được bầu lên chẳng qua là chỉ ngồi vậy thôi, và họ không tôn trọng quyền bính. Ở trong xã hội Việt Nam chúng ta có một thứ tự rất đặc rõ ràng, quân sư phụ. Ở đây thì những người làm lớn cũng chỉ vậy thôi, bởi vì họ cho rằng những người này tham quyền cố vị, và những người này nếu trường hợp mà sử dụng quyền hành sai thì sẽ bị kiện cáo. Và cuối cùng là giáo hội của chúng ta. Ngay chính trong giáo hội chúng ta cũng có một sai lầm trong vấn đề hội nhập với văn hóa hiện tại. Sau Công đồng Vatican II, nhiều cha, nhiều đức cha rất vui mừng. Một trong những tiêu đề của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là một cái hiến chế của giáo hội vui mừng và hy vọng, hả? Nói lên được bây giờ chúng ta đối thoại với thế giới hiện tại và nó đem lại nhiều vui mừng, nhiều hy vọng cho chúng ta. Nhưng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong vòng 6 năm đổ lại đây, Ngài đã nói nhiều về cái vui mừng và hy vọng đó. Bởi vì có nhiều người đã quá lạc quan mà nghĩ rằng thế giới nó đẹp và nếu chúng ta hội nhập với thế giới thì chúng ta cũng sẽ cải tạo thế giới. Nhưng sau 40 năm công đồng kết thúc, không những chúng ta đã không cải tạo thế giới mà thế giới đã bắt đầu ăn sâu lấn mòn vào đời sống Kitô hữu của chúng ta. Và vì thế, có những thần học gia, có những người họ đã hội nhập và họ không biết lựa chọn đâu là sự thật và đâu là những cái không có thật. Ngành tâm lý chẳng hạn là một trong những ngành rất mới từ đầu thế kỷ thứ 20, giúp rất nhiều cho con người. Nhưng chính ngành tâm lý đó đã làm cho giáo hội phải điên đầu, bởi vì đối với ngành tâm lý không hề có việc gì là tội cả. Khi chúng ta không còn quan niệm tội thì làm sao chúng ta quay trở về với Thiên Chúa được? Vậy nếu Thiên Chúa mà đã chết ở trong một xã hội như vậy thì chúng ta phải làm gì? Thưa là những Kitô hữu, việc đầu tiên chúng ta phải tin vào Chúa Ba Ngôi. Thánh Phaolô ở trong thư gửi tín hữu Roma chương 12, Ngài nói: anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm hồn, hầu có thể nhận ra đâu là ý của Thiên Chúa, cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Thánh Phaolô nhắc với người ở thành Roma: các anh em đừng có toa rập với đời này, phải đứng lên cho sự thật và phải tích cực đối lại với những tiêu cực buồn bã của người đời. Phải làm cho người ta thấy mình có niềm vui của một Kitô hữu. Hả? Vì thế cụ thể là chúng ta làm gì? Chúng ta tin vào Thiên Chúa. Ở trong Thánh Vịnh 14 câu 1 nói rằng: kẻ ngu si tự nhủ, làm gì có Chúa Trời? Những người ngu nói rằng không có Thiên Chúa, vậy chúng ta tin. Chúng ta tin gì đây? Thư gửi cho tín hữu Do Thái, tác giả nói: không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa được. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái nói rằng nếu một người vô thần mà làm có biết bao nhiêu những cái công việc đạo đức, biết bao nhiêu công việc phúc, chưa chắc đã làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bởi vì nếu không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa được. Yếu tố đầu tiên để cho chúng ta làm đẹp lòng Thiên Chúa là phải tin rằng Ngài có thật, ít nhất là Ngài hiện hữu. Còn nếu trường hợp một người vô thần mà không tin có Thiên Chúa thì những việc làm của ông cũng trở nên vô ích. Việc đầu tiên tôi chưa nói là chúng ta tin Chúa Ba Ngôi tin như thế nào. Việc đầu tiên ít nhất chúng ta làm cho Thiên Chúa vui lòng là tin rằng Ngài có hiện hữu. Đó là điều kiện. Đức tin là một quà tặng Thiên Chúa ban cho và là quà tặng ban, cho nên Ngài không cưỡng ép. Vì là quà tặng cho nên đòi hỏi con người chúng ta phải mở tay để mà đón nhận. Có biết bao nhiêu lần ở trong Giáng sinh hay là những ngày birthday mà cha mẹ mua quà cho con cái, tặng cho con cái,
Rồi một hai ngày sau, một tuần sau chúng ta bước vào phòng nó, thấy gói quà nó không mở ra không? Quà tặng còn đòi hỏi có sự đồng ý của người khác, và người ta phải cộng tác để mở gói quà ra. Đức tin là một quà tặng Thiên Chúa ban cho mọi người, nhưng có những người đã không đón nhận. Hình ảnh của Adam, hình ảnh của Adam Eva, hình ảnh của những người vô thần. Vô thần là một sự lựa chọn. Vậy ở trong đức tin, ở trong thần học Công giáo nói gì? Tôi chỉ đi vắn tắt. Đức tin là một điều kiện để cho chúng ta khám phá ra những gì chúng ta không thấy được ở trong một thế giới vô hình. Vì thế đức tin không phải là một sản phẩm của trí tuệ, mà nó là một hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói không ai biết được Cha ngoài ra Con và những người mà Ngài, mà người muốn mặc khải cho. Hay Ngài nói không ai đến được với Cha mà Cha không có lôi kéo. Nói như vậy để Ngài nói rằng đức tin là một quà tặng Thiên Chúa ban cho con người. Và vì là quà tặng cho nên chúng ta cũng phải đón nhận như hai môn đệ ở trên đường Emmaus. Khi nghe Chúa Giêsu nói về Kinh Thánh, các ông mở mắt ra, và khi mở mắt ra thì nhận ra Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể. Cái khó của chúng ta ngày nay là có những người cho rằng đức tin và lý luận nó không đi với nhau, nhất là các bạn trẻ mới bắt đầu lớn lên. Các bạn cứ nghĩ rằng đức tin nó không hợp với các bạn trẻ. Tại sao có đau khổ, nếu mà có Chúa thì tại sao phải như vậy, việc này xảy ra. Và với một cái lý luận hết sức cỏn con, người ta bắt đầu mất đức tin. Đó là tôi chưa nói tới chủ nghĩa duy vật biện chứng mà chủ nghĩa cộng sản thường hay dùng. Họ cho rằng tất cả chỉ là có duy vật, chỉ có vật chất. Họ dùng chủ nghĩa duy vật biện chứng, tôi không có dịp nói chuyện ở đây. Tôi chỉ nói rằng đối với những người đó đó, thì họ quên rằng Giáo hội Công giáo của chúng ta vừa sử dụng lý trí để đối thoại với đức tin. Nhưng chúng ta nói rằng khi con người không còn lý để đối thoại nữa, thì lúc đó đức tin mới bắt đầu đến với chúng ta. Chứ chúng ta không phải là những người tin một cách mù quáng. Bởi vì nếu mà thiếu lý trí thì con người của chúng ta đi vào mê tín, sa đọa hoặc là trở nên ngu. Nhưng mà thiếu đức tin thì con người chúng ta trở nên cố chấp, hẹp hòi ở trong kiến thức của mình. Cho nên chúng ta cần phải có kiến thức và chúng ta cũng cần phải có đức tin. Schiller, ông ta nói, bất cứ ai cũng có thể đếm được có bao nhiêu hạt táo ở trong một trái táo, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới biết là có bao nhiêu trái táo ở trong một hạt táo mà thôi. Tôi nói một chút về niềm tin của ông cha chúng ta đối với ông trời. Chúng ta nói về đức tin Kitô giáo, mà cha ông của chúng ta là những người Việt Nam, họ tin vào ông trời. Họ tin không có Kinh Thánh nhé, nhưng mà mỗi lần họ làm việc gì, mở sách, mở mắt ra là họ tin có trời, tin thần sông, thần núi, thần biển hả? Và họ tin là vũ trụ càn khôn, trời sinh, trời dưỡng, hoàng thiên, hữu nhãn, ông trời có mắt, làm việc gì họ cũng tin trời. Nói như vậy để thấy, cha ông chúng ta tự là một văn hóa hữu thần. Và vì thế, ở trong chế độ cộng sản sau này, khi đưa chủ thuyết cộng sản và vô thần vào trong đất nước Việt Nam, đây là một sự xâm nhập của ngoại bang. Tư tưởng vô thần là của ngoại bang, và nó là một cái quái thai ở trong dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cha ông của chúng ta lớn lên, họ gần gũi với ông trời, cho nên họ nói làm sao? Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, mà cho thanh cao thì mới được phần thanh tao. Họ tin có ông trời, và họ tin một cách đơn giản. Đương nhiên ông trời của họ khác với Chúa Kitô của chúng ta, nhưng tôi nói về để thấy vấn đề ý thức đầu đội trời chân đạp đất, cho nên họ gọi chúng ta là thiên hạ, là dưới trời là vậy. Nói như vậy để thấy cái ý thức về vô thần là một cái nạn quái thai mà chủ nghĩa cộng sản đặt vào ở trong nước Việt Nam chúng ta sau này. Bây giờ thì tôi nghĩ người ta cũng đã thay đổi nhiều, bởi vì người ta biết đây là một cái quái thai đến từ nước ngoài. Đối với chúng ta là những người tin vào Chúa Ba Ngôi, thì chúng ta, thái độ của chúng ta đối với đức tin như thế nào? Tôi đọc ở trong Giáo lý Công giáo nói đến thái độ đức tin của chúng ta. Môn đệ Kitô không chỉ giữ và sống đức tin mà còn tuyên xưng và truyền bá đức tin. Tôi muốn nói đến ba điều mà chúng ta cần phải có đối với đức tin. Thứ nhất, thái độ của chúng ta đối với đức tin là chúng ta phải tìm hiểu đức tin, chúng ta phải bảo vệ đức tin, chúng ta phải làm chứng cho đức tin, và chúng ta phải dùng đức tin để cải hóa xã hội. Thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu đức tin.
Tìm hiểu là điều kiện cần thiết. Ngày hôm qua tôi cũng có nói là Rochefoucauld, ông ta nói làm sao? Ở trên đời có ba cái dốt. Thứ nhất là không biết những gì mình cần biết. Thứ hai là biết không rành những gì cần phải biết. Và thứ ba là biết những gì không nên biết. Đó là ba cái dốt. Đức tin của chúng ta là điều chúng ta cần phải biết và biết một cách rõ ràng. Và vì thế việc đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu đức tin để tránh tình trạng các Max Feuerbach, Nietzsche nói rằng đức tin là một loại bùa mê thuốc phiện. Cũng có thể các ông nói đúng là bởi vì chúng ta biến đức tin trở thành một bùa mê thuốc phiện ở trong đời sống của mình. Vì thế chúng ta không phải là những người mù quáng. Tôi thích câu nói của Lindenbach. Ông ta nói như thế này: Thánh Kinh nói rằng Thượng Đế dựng nên con người, nhưng những khoa học gia và triết gia đã biến con người trở thành Thượng Đế theo hình bóng của họ. Chính chúng ta đã nâng chúng ta lên làm Thượng Đế hả? Và khoa học ngày nay biến chúng ta trở thành những vị thần trước khi chúng ta làm con người. Cho nên một câu nói mà phổ biến ngày nay đối với những người đi giảng về vấn đề đạo đức, người ta nói làm sao? Cái nguy hiểm của thời đại ngày nay đó là không phải máy móc nó suy nghĩ như con người, mà vì con người suy nghĩ như máy móc. Con người suy nghĩ không còn nhân tính nữa, họ chỉ làm theo cái bản năng như một con vật mà thôi. Vì thế việc tìm hiểu đức tin là điều cần thiết phải có. Điểm thứ hai là chúng ta phải bảo vệ đức tin. Không phải chỉ có tìm hiểu, chúng ta phải bảo vệ. Bảo vệ bằng cách cầu nguyện, bảo vệ bằng tất cả những phương tiện chúng ta có thể được. Lá phiếu của chúng ta, lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chúng ta tập trung viết thư, gọi phone cho những người đại diện chúng ta ở trong các cái hình thức chính trị. Chúng ta phải làm. Bảo vệ đức tin còn nói lên được vấn đề và đời sống cầu nguyện của chúng ta không phải chỉ có đi đến nhà thờ, mà chúng ta phải sống trong đời sống hàng ngày với những người chung quanh. Đương nhiên vấn đề cầu nguyện đòi hỏi chúng ta đừng quên rằng lúc nào mình cầu nguyện cũng phải được những gì mình muốn. Tôi không nói về cầu nguyện ở đây, tôi chỉ nói cầu nguyện là một trong những biểu tượng nói lên được chúng ta đang có và bảo vệ đức tin của mình. Và cuối cùng chúng ta làm chứng cho đức tin, thì chúng ta cứ hãy sống là một người công giáo. Tại sao mình lại phải sợ để tỏ cho những người khác biết mình là một người công giáo? Có nhiều lý do tại sao có người bỏ đạo công giáo. Có rất nhiều lý do. Nhưng đối với chúng ta là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta thấy rằng nếu có ai hỏi tại sao tôi là người công giáo, thì tôi cũng có thể hỏi ngược lại: tại sao không? Why not? Thưa, bởi vì đạo công giáo của tôi có nhiều điểm quá tuyệt vời. Nào là Thiên Chúa của tôi từ trời xuống hả? Và vì thế tôi hiểu được Ngài thông cảm được nỗi đau khổ của tôi. Nào là đạo công giáo của tôi có truyền thống 2000 năm, cho nên tôi hiểu được từ thời các tông đồ để lại cho chúng tôi một cái gia sản nó giàu có như thế nào. Và điểm thứ ba hết sức quan trọng là bởi vì công giáo chúng tôi có cộng đoàn, mà đời sống cộng đoàn đòi hỏi chúng ta phải tham gia. Và vì thế giáo hội không cho phép chúng ta mỗi một ngày Chủ nhật chỉ có ở nhà đọc kinh, coi xem lễ ở trên TV. Chúng ta không đạt được làm như vậy. Và khi chúng ta đi đến đâu phải tham dự vào một cộng đoàn, bởi vì chính cái tính cộng đoàn nói lên căn tính công giáo của chúng ta. Ở trong đất nước Mỹ này, nhất là ở trong đời sống của những người gọi là middle class đó, trung cấp đó, những người đó càng ngày họ định nghĩa sự thành công là khi họ tách rời cộng đoàn. Trước đây nghèo thì chúng ta xài chung máy giặt, máy sấy, đi xe hơi chung. Định nghĩa của người giàu, một người ở trong một cái giới trung lưu ở Mỹ là sao? Tức là khi họ có đủ tiền để mua riêng cho họ, họ đi riêng một chiếc xe, họ có riêng một cái máy cắt cỏ. Cái gì mà riêng thì họ cảm thấy đó là định nghĩa của thành công. Và cũng chính cái định nghĩa đó làm cho cái tính cộng đoàn ở bên đất Mỹ này đối với người công giáo càng ngày càng mất đi. Rồi người công giáo của chúng ta có các bí tích nữa. Tôi nói vậy để thấy trách nhiệm của chúng ta là sống như một người công giáo. Cuối cùng, chúng ta có trách nhiệm phải thăng hoa xã hội. Tin mừng chúng ta đưa đến là để cải tạo xã hội, chứ không phải chúng ta đến để sống cho mình mà thôi. Chúa Giêsu Kitô chúng ta gọi là một bí tích của Chúa Cha, có nghĩa là qua Chúa Giêsu chúng ta biết được Chúa Cha. Giáo hội là bí tích của Chúa Giêsu, có nghĩa là qua giáo hội chúng ta biết Chúa Giêsu. Mỗi một người chúng ta là bí tích của giáo hội, có nghĩa là những người khác nhìn vào chúng ta biết chúng ta là người công giáo. Vì thế tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta không phải chỉ ở trong chúng ta, mà để chúng ta cải tạo xã hội. Có dịp nói chuyện một số người hỏi tôi: Thưa cha, có một thời kỳ ở bên đất nước Mỹ này người ta đổi "This is the word of the Lord",
đó là lời Chúa, hay là đây chính là lời Chúa. Và sau này Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đổi lại the Lord, the word of the Lord, lời của Chúa. Tại sao như vậy? Thưa, một cái thay đổi rất là nhỏ, nhưng Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ họ có một cái tư tưởng rất lớn. Là bởi vì trước đây mỗi một khi công bố lời Chúa xong, thì thường thường người công bố lời Chúa, hoặc là bài đọc 1, bài đọc 2, hay là phó tế đọc phúc âm, thì sau khi công bố lời Chúa, họ vẫn có một cái thói quen, có tính cách tự nhiên của một con người. Họ cầm lấy cuốn sách, họ nâng cao lên và họ nói đó là lời Chúa, rồi chúng ta tạ ơn Chúa. Đối với Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, việc đó không có gì sai. Nhưng nó đã gửi ra một cái thông điệp mà có nhiều người hiểu lầm. Họ nghĩ rằng lời Chúa nằm trong cuốn sách. Và từ đó Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ từ cuối năm 1998 họ đổi lại. Họ đổi lại the word of the Lord. Có nghĩa là khi sau khi vị phó tế hay là một người đã công bố lời Chúa rồi, thì họ nhìn thẳng vào cộng đoàn dân Chúa đang lắng nghe lời Chúa. Họ nhìn vào chính mỗi một người chúng ta và họ nói lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa không phải là lời chết, mà lời của Chúa là lời hằng sống. Và vì thế sau khi chúng ta nghe lời Chúa rồi, chính chúng ta phải ra đi và làm cho lời đó sống lại. Và vì thế cái câu this is the word of the Lord từ đó bỏ đi. Và Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ muốn đổi thay đổi một cái rất nhỏ. Lời của Chúa nói thẳng vào người nghe để nói rằng lời của Chúa không phải là một lời nằm trong cuốn sách, mà lời của Chúa hiện đang sống ở dưới cộng đoàn này. Nói như vậy để chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta là phải thay đổi cải tạo xã hội. Ở trong đó thay đổi chính sách của một đất nước rất là quan trọng, mà Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ kêu gọi chúng ta đang đấu tranh. Những ai theo dõi thì biết là Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ kêu gọi chúng ta viết thư gửi lên cho những người đại diện cho chúng ta để bắt họ phải chấp nhận tự do lương tâm. Mà nếu trường hợp việc này không làm được thì chúng ta biết rồi đây, như tôi nói, sẽ có rất nhiều giám mục họ đã sẵn sàng để chuẩn bị đi vào tù chỉ bởi vì việc đó vi phạm lương tâm của họ. Tôi muốn đi đến kết luận như thế này. Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ nói với chúng ta rất nhiều về việc chúng ta phải thay đổi xã hội và về một xã hội vô thần, một xã hội tục hóa. Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ dùng một ví dụ. Con người của chúng ta có thể thích ứng với mọi khí hậu, nhưng con người không thể sống mà thiếu không khí. Giáo hội của chúng ta cũng có thể thích ứng với nhiều chế độ, nhưng chúng ta không thể sống mà thiếu tự do tôn giáo được. Bởi vì trong tự do tôn giáo chúng ta bị cưỡng bức và bị đàn áp bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì thế, ở trong trách nhiệm của chúng ta, đối với một xã hội ở bên Âu Châu cũng như ở bên Mỹ này và ở Việt Nam ngày nay cũng vậy, khi kinh tế đi lên thì con người bắt đầu không còn tin vào Thiên Chúa nữa. Chính chúng ta phải là những người đem Thiên Chúa đến cho họ. Nhưng muốn đem đến, việc đầu tiên chính chúng ta phải tin trước đã. Tôi kết thúc bằng một câu chuyện có một anh mù. Bởi vì anh mù cho nên ban ngày hoặc ban đêm đối với anh cũng không có gì khác nhau. Ở trong đường làng nó nhỏ, nhiều khi đêm tối ngủ không được thì anh ta đi thăm người này người kia, hay là đi đến từ vùng này qua vùng kia. Bởi vì ban ngày thì nhiều người đi lại, đường thì nhỏ, xe đạp thì nhiều. Mà vì đi ban đêm cho nên nhiều người không thấy anh, thế là người ta đi người ta tông anh. Một ngày kia có một người ở trong làng nghĩ ra sáng kiến, cho anh ta một cái đèn và nói với anh ta, khi nào đêm tối mà anh đi đường đó thì làm ơn thắp cái đèn này lên. Và khi anh đi như vậy, đối với anh thì không cần thiết, nhưng đối với người khác, người ta nhìn thấy ánh đèn để mà tránh anh. Một ngày kia anh đang đi thì có một người đi xe đạp tông anh một cái té xuống. Anh chửi, mày đuôi sao mày không thấy à? Người kia lòm còm bồi dậy và nói nhỏ với anh một câu, thưa anh, đèn của anh tắt rồi. Đức tin của chúng ta là ngọn đèn mà chúng ta đã nhận từ khi chịu phép rửa tội. Và nhiều khi chúng ta đi mà không biết là cái ngọn đèn đức tin của mình còn hay không. Những dịp hội thảo, những dịp chúng ta đến nhà thờ mỗi tuần một lần, ít nhất là chúng ta hãy check, hãy kiểm tra cho nhau, để ít nhất biết rằng cái ngọn đèn đức tin của chúng ta còn sáng đó. Còn đối với vấn đề Thiên Chúa tin hay không, thì chúng ta không bao giờ quên được câu nói bất hủ là đối với người tin thì phép lạ nó không cần thiết. Đối với những người không tin thì biết bao nhiêu phép lạ mà đủ được.